Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 và Thiệu âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Thìn năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim quỷ giờ Kỵ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành ninh mệnh trường lưu thủy ngày nhâm thìn tức chi khắc can nghĩa là thổ khắc thủy và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm trường lưu thủy kỵ tuổi bính tuất giáp tuất ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi hại mão phá xỉu và tuyệt tuất vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi bính tuất giáp tuất bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao mạ đức tinh, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao phủ đầu giác, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mà các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bà tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ. Cho nên, trong ngày hôm nay với bà tuổi Tý đang có được báo hiệu bạn sẽ đón nhận một ngày đầy may mắn khi chẳng những về chuyện tình duyên được vượng sắc mà con đường tài lộc của bạn cũng rất rụng rĩnh. Ngày này, đôi lứa càng ngày càng mặn nồng, dù trải qua không ít khó khăn trở ngại, cũng chẳng thể nào ngăn cách được trái tim hai bạn hướng về nhau. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì dễ gặp được tình yêu của đời mình, có thể đó là người ở bên bạn đã lâu và dõi theo từng bước trưởng thành của bạn nữa trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh cho nên con đường tài lộc của bạn được ổn định vững vàng là điều mà với bạn tuổi Tý cảm thấy vô cùng an tâm bạn mệnh tuổi Tý có được thu nhập từ công việc chính không phải lo lắng về những vấn đề cơm áo gạo tiền thường nhật nữa vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim tình duyên xuân sẻ đào hoa vượng sắc tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tình cảm càng ngày càng mặn nồng sóng gió khiến cho đôi lứa thêm gắn kết tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân dễ gặp được một nửa yêu thương tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ tài chính được ổn định kiếm tiền dễ dàng nhờ công việc chính, từ vi tuổi nham tý thuộc mệnh mộc, tiền bạc được dồi dào, rụng rịnh trong việc chi tiêu. Vài đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi cho nên, bạn tuổi Sửu đang có điểm báo vận trình tiểu nhân đang rình rập hãm hại bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Sửu, bạn có một ngày làm việc khó khăn, suy nghĩ quá nhiều, cứ lo lắng cho người này người khác rồi bạn lại buồn tủi phận mình khi bị tiểu hiểu nhầm vô căn cứ. Lại thêm, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm khi có kẻ tìm cách phá bạn cho bằng được, để rồi chính bạn phải tìm cách để sửa sai những việc mình đã gây ra. Xong, tiền bạc mất đi thì chẳng thể nào lấy lại được. Thổ khí vượng báo hiệu cho bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay, sức khỏe đang bị sa sút, bạn cần phải chú ý chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, khó khăn trước mắt là điều ai cũng thấy nhưng với bà tuổi sửu đừng vì thế mà làm hại bản thân mình. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, điểm báo tiểu nhân quấy phá, tìm cách cản trở, từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, công việc gặp nhiều trục trặc nhiều việc phải lo nghĩ từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa dễ bị hiểu lầm vô căn cứ nhưng không giải thích được rõ ràng từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ lựa chọn sai lầm dẫn đến mất tiền hao của từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cần phải lưu ý tới sức khỏe tránh lao lực quá sức và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Đây là một ngày làm cho các mối quan hệ xã giao của bạn tuổi dần đang rất hài hòa, tốt đẹp. Và thời điểm này rất thích hợp để cho bạn mệnh tuổi dần tiến hành các cuộc đàm phán, tương tác, trao đổi, đừng có bộ lợi những cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh, cái điều này rất có thể sẽ gây ra một vài trở ngại cho bạn chẳng thể nào tránh được trong vận trình của mình ngày hôm nay. Cách duy nhất để cho bạn tuổi dần có được một ngày vui vẻ, dễ chịu là chính bạn phải gạt bỏ đi những tiêu cực khỏi cuộc sống của mình và nhìn nhận mọi việc một cách khách quan và tích cực hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tự dần lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm giữa bạn và nửa kia không mấy hài hòa vì đôi bên không chịu trò chuyện thường xuyên với nhau vợ chồng cần phải chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống chứ đừng có nghĩ rằng người ấy không hiểu cho mình rồi giữ mọi chuyện ở trong lòng như vậy Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, quan hệ xã giao được hài hòa, hợp tác thuận lợi. Từ vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa thời điểm thích hợp để tiến hành các cuộc đàm phán trao đổi tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ đừng có để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống của mình tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh mộc nên nhìn nhận mọi việc một cách tích cực và khách quan từ vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim vợ chồng có sự lạnh nhạt thiếu đi sự tương tác trò chuyện lẫn nhau. Về đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy bà tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành thìn mão tương hại nhắc nhở bà tuổi mão cần phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với đủ mọi thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Với bà tuổi mão có thể sẽ vấp phải không ít những khó khăn trở ngại bởi những lời nói đặt điều không chính xác về bản thân mình của những kẻ tiểu nhân. Cây ngay không sợ chết đứng, vì vậy với bạn tuổi mão, nếu như bạn trong sạch thì không cần phải lo lắng về những lời đàm tiếu đó, bởi sẽ có một ngày bạn sẽ được trả lại công bằng mà thôi. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão, nếu như gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp bạn cần phải chú ý cách ứng xử của bản thân mình, có thể bạn tính bốc đồng và không biết kiêng nể ai sẽ khiến cho bạn gây thù chuốc oán với mọi người. Với bà tuổi Mão cần phải giữ đầu óc cho tỉnh táo và cư xử hài hòa với tất cả mọi người xung quanh mình. Và trong cái vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khác, nhắc nhở bạn mệnh tuổi mão nên xem xét lại các vấn đề về tiền bạc, do không biết quản lý về tài chính mà rất có thể với bà tuổi mão sẽ rơi vào vòng rắc rối một cách không mong muốn. Với bà tuổi mão đừng có chi tiêu quá mức mà mình kiếm được, nếu không bạn sẽ luôn luôn là một kẻ thiếu thốn về tiền bạc vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy gặp rắc rối vì thị phi đàm tiếu trốn công sở nơi làm việc tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa cứ sống đúng ngay thẳng thì chẳng lo bị ảnh hưởng bởi thị phi tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ chú ý cách cư xử khi mâu thuẫn với đồng nghiệp tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo và cư xử hòa nhã với mọi người tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim chú ý cách quản lý về tiền bạc tránh chi tiêu nhiều hơn mức mình kiếm được vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi tuổi mùi Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, thìn thìn, tự hình. Dường như với bạn tuổi thìn đang quá tự tin vào năng lực của bản thân mình. Điều này khiến cho bạn chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà không đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ sao cho thấu đáo. Và với bạn tuổi thìn, đừng có lúc nào cũng ép người khác làm theo ý của mình khi chính bạn cũng chẳng muốn ai ép buộc mình. Bạn tuổi thìn nên nghĩ thoáng mọi chuyện ra vì có thể bạn đang tự giới hạn bản thân mình bằng những suy nghĩ quản côn không đáng chút nào. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này còn mang đến cho bạn đang có sự bất hòa với bạn bè người thân, đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Và với bà tuổi thìn, chớ có nóng giận quá mà mất khôn, bạn có thể giận và tỏ thái độ không đồng ý, chứ đừng nên làm quá mọi chuyện lên, khiến cho tình hình trở nên căng thẳng, mệt mỏi hơn. Vài từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa trở nên ích kỷ vì quá tự tin vào năng lực của mình. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cần đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ sao cho thấu đáo. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, đừng có lúc nào cũng ép người khác phải theo ý của mình. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có thể xảy ra bất hòa với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có thể bày tỏ thái độ phản đối nhưng chớ nên là mọi chuyện gay gắt. Vài đánh giá của bạn tử thìn trong ngày thứ tư này: sự nghiệp ba sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021 Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tỷ, xem tử, tử vi cho thấy với bạn tuổi tỷ có thể thỏa thích để thể hiện khả năng sáng tạo của mình và sự tự tin của bản thân khi bạn đang gặp được ngày có thiên ấn trở mệnh. Với bà tuổi tỷ, nếu như có ý kiến gì thì bạn nên mạnh dạn đề xuất hoặc là có thể bắt tay vào tiến hành để biến chúng thành hiện thực trong ngày hôm nay bạn tuổi tỵ bạn sẽ không biết khả năng của mình tới đâu cho tới khi bạn thực hành và điều chỉnh chúng đến khi kết quả cuối cùng. Còn nếu chỉ dự ở những suy nghĩ trong đầu thì bạn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Đây là tín hiệu tốt về phương diện tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn, tiền bạc sẽ mang lại cho bạn có được động lực bạn tuổi tỵ khi có thể gặt hái được nhiều thành quả giá trị từ những nỗ lực của mình trong suốt thời gian vừa qua và đây cũng là ngày để cho bạn nắm bắt lấy cơ hội mà bạn có được trong công việc nhờ thế mà với bạn tuổi tỵ sẽ thấy được những nấc thang mới trong sự nghiệp của mình vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa thỏa thích để thể hiện khả năng sáng tạo và sự tự tin sẵn có của mình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, mạnh dạn đề xuất những ý tưởng độc đáo và nắm cơ hội để biến chúng thành hiện thực. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, không bắt tay vào làm sẽ không biết khả năng của mình tới đâu. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, tài lộc được khởi sát, mang tới cho bạn có được động lực lớn lao. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, nỗ lực sẽ nhận được thành quả xứng đáng, sự nghiệp có bước tiến triển mới. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho nên bà tuổi ngọ sẽ có được một ngày đầy những thành công trong công việc. Bà Tử Ngọa, bạn được cấp trên đánh giá cao vì những thành tích mà bạn đạt được trong suốt thời gian vừa qua và thời điểm này, với bà Tử ngọ hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã và đang làm được. Bà Tử ngọ khả năng thăng tín trong ngày hôm nay là rất cao, với bạn hãy tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân mình với cấp trên và giành lấy cơ hội hiếm có cho sự nghiệp thăng hoa của mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tử ngọ lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh báo hiệu cho bạn con đường tình duyên trong ngày hôm nay khá chi là tốt bạn tử ngọ rất có thể sẽ được người ấy tạo cho sự bất ngờ vui vẻ để giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống có là một người tâm lý và với bạn tử ngọ cảm thấy cuộc đời thật may mắn khi có được người ấy ở bên cạnh mình về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim công việc được thuận lợi được cấp trên đánh giá cao tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có thể tự hào về những gì mình đã và đang làm được tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa khả năng thăng tiến mở rộng nếu như bạn biết chứng minh năng lực với cấp trên tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nắm bắt được cơ hội kịp thời để sự nghiệp thăng hoa tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tình duyên thắm sắc đôi bên tâm đầu ý hợp phải đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Mão tuổi Dần từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xịu mùi. Cái điều này làm cho bà tuổi mùi đang có sự bồn tròn, nhấp nhổm nên khó mà chuyên tâm vào để làm việc Dường như với bà tuổi mùi đang ghen tị với thành công của một ai đó nhưng lại không chịu tự thân mà cố gắng hơn. Mọi việc chỉ tích cực nếu như bạn gạt bỏ những cảm xúc này để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn. Trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi mùi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và lúc này nhắc nhở bạn mạnh tuổi mùi không được chủ quan bạn cần phải chú ý tới vấn đề liên quan tới tài chính trong ngày hôm nay bởi rắc rối có thể phát sinh từ chính những sai lầm của bạn mà ra ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng đây là tin xấu về sức khỏe của bạn nhất là đối với những bạn quá bận rộn mà không để ý tới chế độ ăn uống, sinh hoạt sao cho điều độ. Cường độ làm việc cao có thể sẽ gây căng thẳng, dẫn đến những bệnh về đường tiêu hóa, cơ thể mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt nữa. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim đang thiếu đi sự tập trung cho công việc rẽ bòn tròn, nhấp nhộm không in, từ vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, ganh tị với thành công của người khác, nhưng không tự thân cố gắng, từ vi tuổi kỵ mùi, thuộc mệnh hỏa, tài chính có dấu hiệu thất thoát, do chủ quan và sai sót không đáng có, từ vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, chú ý về sức khỏe, nên xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, từ vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, cường độ làm việc cao, gây căng thẳng và lao lực và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ tư này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử ừ, vi tuổi thân thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ cái điều này làm cho bà tuổi thân đang trải qua một ngày rực rỡ với tình yêu ngập tràn trong tim và đối với những bạn đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm hay là đổ vỡ thì đây là ngày để hàn gắn cảm xúc, tìm kiếm những điều mới mẻ trong mối quan hệ. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có cát khí lan tràn, đào hoa vượng sắc. Thế nên với bạn tuổi thân, khả năng thành công của bạn là rất cao cho nên bạn mạnh tuổi thân biết được mình cần gì, muốn gì và sẵn sàng để bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trọng nhớ bấy lâu. Không những vậy, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này còn làm cho bạn tuổi thân đang có được khả năng nâng cao về ngoại giao, tương tác, dễ bề thành công hơn trong cuộc đàm phán với bạn tuổi thân sẽ luôn luôn là một điểm sáng giữa đám đông và bạn đừng có ngạc nhìn khi họ tán dương về bạn và bạn tuổi thân hãy cứ duy trì như vậy bạn chắc chắn sẽ nằm trong top những con giáp giàu có vượt bậc nhờ năng lực của bản thân mình. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đào hoa khơi sắc tình yêu ngập tràn trong tim. Từ vi tuổi bính than thuộc mệnh hỏa có được cơ hội hàn gắn cảm xúc rạn nứt tìm kiếm điều mới mẻ trong mối quan hệ. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, đối với những bạn đang còn độc thân, sẵn sàng bày tỏa cảm xúc với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, khả năng ngoại giao, đàm phán được nâng cao. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, hợp tác hài hòa, nhận được lời tán dương từ mọi người. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021. Vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu xem tử vi cho thấy bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp, cho nên với bà tuổi Dậu đang có được vận quý nhân dẫn đường trị lối, cho nên dễ dàng giải quyết được các vấn đề đang gặp rắc rối còn tồn động bấy lâu nay. Với bà tuổi dậu, quan nhận được sự yêu mến của rất nhiều người, ai cũng muốn kết giao với bạn, bởi bạn là người có tính tình hiền lành và biết quan tâm tới người khác nữa. Và bà tuổi dậu, trong cái vận trình ngày thứ tư này, khi bắt tay vào làm công việc gì, với bạn cũng luôn luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn sự cố gắng của chính bản thân mình sẽ mang lại kết quả xứng đáng, cấp trên, à, hẳn cũng sẽ nhận ra được quyết tâm của bạn. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi giàu lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi giàu là nên kìm chế bạn tính bướng bệnh của mình, sự hiếu thắng của mình lại. Nếu như thấy việc gì đang làm gặp phải khó khăn, sự phản đối của nhiều người thì bạn nên bình tĩnh suy xét, không nên tiếp tục khăng khăng làm theo ý của mình nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy được quý nhân giúp đỡ để giải quyết mọi khó khăn tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa mối quan hệ xảy ra có được sự hài hòa nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong công việc nên nhận được kết quả xứng đáng. Từ vi tuổi tan giàu thuộc mệnh mộc, sự quyết tâm cao đỏ được cấp trên đánh giá cao. Từ vi tuổi quý giàu thuộc mệnh kim nên kìm chế bạn tính bướng bỉnh, đừng có khăng khăng làm theo ý của mình. Về đánh giá của bạn tuổi giàu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 6, số 7, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi Tuất, thứ tư, ngày 14 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi tuất á, xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất xỉu mùi, cái điều này làm cho bạn tuổi tuất có thể sẽ phải làm việc vất vả vào ngày hôm nay mà không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. và với bà tuổi tuất đừng có vội nản lòng và thay vào đó bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn và bạn có thể coi đây là một cơ hội để trai trao rồi và rèn rũa bản thân mình. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, cái chuyện tình cảm của bạn cũng cần phải chú ý tới nửa kia của mình nhiều hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, sự nghiệp hay là buổi tập tụ tập về bạn bè. Bạn tuổi tuất cần phải nhanh chóng thay đổi trước khi tình cảm đôi bên nguội lạnh sẽ rất khó cứu vạn cho bạn. Bên cạnh đó, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tốt lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Đây là điểm báo không tốt liên quan tới sức khỏe của bản mệnh. Với bạn tuổi tốt, thay vì lo lắng và nghỉ ngợi linh tinh thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng với bà tuổi Tốt, bạn có thể cải thiện bằng việc xem phim hài, nghe một bản nhạc mà mình yêu thích hay là dạo chơi ở nơi công viên. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, một mình đương đầu với những khó khăn mà không được ai giúp đỡ. Từ vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, coi những gian nan trước mắt như là cơ hội để rèn rũa bản thân mình. Từ vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc cần phải dành thời gian để hâm nóng tình cảm thay vì quá xa đà vào các cuộc tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè. tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có để cho mối quan hệ rạn nứt vì sự lạnh nhạt xị ác rất khó cứu vãn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần phải có thời gian nghỉ ngơi hợp lý chú ý sức khỏe về tinh thần về đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2021 vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hỏi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hỏi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp rất nhiều may mắn khi đang gặp được ngày có thiên tài phù trợ thu nhập với bà tuổi hỏi trong ngày hôm nay tăng tín một cách nhanh chóng thậm chí có người còn có thể nhận thêm được khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới có thể là khoản đầu tư vốn đã bạn quên từ lâu nay lại mang về tiền bạc hoặc là việc hợp tác trước đây đã thành công với bạn. Và trong lúc tài chính đang rụng rỉnh như thế này, bạn tuổi hợi cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài hoang phí và cho rằng đang tự thưởng cho mình. Tiền bạc do bạn vất vả mới kiếm được cho nên phải trân quý nó, đừng có vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, đến lúc khi cần đến tiền lại chẳng có đồng nào trong túi trái ngược với tín hiệu tích cực về nguồn tài lộc của bạn tuổi hỏi trong ngày hôm nay thì cái chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn. Ngày này với bạn tuổi hỏi đang gặp ngày có thủy thổ bất dung, cái điều này gây ra những việc nảy sinh ngoài ý muốn và theo thời gian trở thành nút thắt ở trong lòng hai người nhưng không được tháo gỡ khiến cho cả hai cảm thấy rất ngọt ngạt trong mối quan hệ này về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa thu nhập tăng tiến nhanh chóng tài lộc được rủng rĩnh tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ khoản đầu tư hoặc là hợp tác từ trước đó nay mới thu về kết quả xứng đáng tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc đừng có vội vàng tiêu xài hoang phí mà biện minh rằng tự thưởng cho bản thân. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên biết trân quý từng đồng tiền kiếm được. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình cảm nhiều khúc mắc hiểu lầm không được tháo gỡ. Về đánh giá của bà tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi xỉu, tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại